Ok, xong rồi nha. Cảm ơn mọi người. Mọi người nghỉ ăn trưa nhá. Cảm ơn em. Yeah, đói quá. Bữa trưa chị Diễm ăn thế này thôi hả? Sao lại quay hình chị ăn trưa thế này? Chị cứ tự nhiên đi. Bữa trưa chị ăn gì thế này? Hôm nay chị mang salad đi để ăn. Xem nào, salad gì lạ thế ạ? Đây là salad rong nho. Món này dạo này rất là nhiều người ăn ấy. Em không biết thì nên thử. Rong nho em chưa nghe bao giờ. Ngày nào chị cũng ăn salad thế này thôi. Với Diễm thì món salad là một món rất là yêu thích, đặc biệt là salad rong nho, và ngày nào cũng có thể ăn được. Thực ra là do công việc của Diễm nữa, cho nên là khi mà phải di chuyển rất là nhiều thì Diễm sẽ chuẩn bị một cái món ăn nào đó đơn giản mà lại đầy đủ dưỡng chất. Thì Diễm nghĩ salad rong nho là một ưu điểm. Còn thực ra thì salad rong nho sẽ chế biến được rất là nhiều món. Khi nào Diễm có thời gian ở nhà thì Diễm có thể chế biến với cả cơm này, hoặc là làm sushi ăn với cả rong nho rất là ngon. Chị mua đâu đấy ạ? Chị mua món này ở F99. À, có cái hộp ở đây, chị cho em xem nhé. Đây, đây là món rong nho tách nước Sabudo. Chị mua ở F99, được phân phối độc quyền tại Việt Nam. Thực ra trước đây chị đã biết đến món rong nho này rồi, do một người bạn đi Nhật về tặng. Và chị ăn thì thấy rất là ngon và thích, nên là sau đó cũng một vài lần phải nhờ những người đi Nhật về để mua giúp. Nhưng mà bây giờ thì ở Việt Nam đã bán rất là nhiều rồi. Và chị chọn mua ở F99 bởi vì ở đây được chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, nên là rất tin tưởng để mua. Thế chị ăn suốt ngày chị không thấy ngán à? Ăn cái gì cũng ăn vừa vừa thôi, không lại ảnh hưởng sức khỏe đấy. Ngày nào chị cũng có thể ăn rong nho được bởi vì rất là ngon và dễ ăn. Ở nhà chị ai cũng thích ăn món này. Rong nho rất là tốt cho người già này, phụ nữ mang thai, trẻ em. Chị làm gì đấy, đổ sốt à? Ừ. Sao lại phải đây là chế sốt? Biến thêm sốt vào cho ăn cho nó ngon, dễ ăn. Đây là sốt mè. Sốt mè già thôi mà. Có vị đúng không? Có vị không? Đúng rồi. Bây giờ chị sẽ trộn lên và cho em ăn thử một miếng cực kỳ ngon. Tin chị đi. Ăn thử đi một miếng thôi, ngon lắm ý. Thôi được rồi, em thôi em ăn rồi chị ăn đi. Ăn đi không quay lên mệt này. Mời mãi không ăn, vậy thì chị ăn nhá. Đây là món ăn trưa mà chị rất là thích. Ngon cực kỳ luôn. Trước đây chị nghĩ là rong nho rất là khó mua bởi vì chị được tặng từ Nhật về và chỉ nghĩ là chỉ ở trồng được ở Nhật thôi, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Ở Việt Nam bây giờ cũng có vùng trồng tiêu chuẩn quốc gia có thể trồng được, đó là ở Khánh Hòa, nên là mua rong nho rất là dễ dàng. Nhưng mà chị chỉ chọn mua rong nho ở F99 thôi. Nãy thấy chị Hồng Diễm nói là ăn cái này tốt cho cả người già lẫn trẻ nhỏ đúng không? Mình thấy sao ăn suốt ngày ăn? Đúng rồi, rong nho cực kỳ tốt cho sức khỏe. Diễm có thói quen là trước khi ăn món gì là tìm hiểu rất là kỹ, nên là cứ tin tưởng Diễm đã tìm hiểu rồi nhá. Ở trong rong nho thì có đến hơn 9 dưỡng chất tốt cho cơ thể. Ví dụ như là DHA này, protein này, sắt này và chất xơ. Và đặc biệt là trong rong nho có hàm lượng fucoden cao hơn gấp nhiều lần trong rau xanh, nên là sẽ tăng hệ miễn dịch cho cơ thể và giúp cho hệ miễn dịch của chúng ta khỏe mạnh hơn. Đặc biệt là trong mùa Covid này thì đây là một món ăn rất là cần thiết. Hai bé nhà Diễm rất là thích ăn món này bởi vì là khi ăn vào vị nó sần sật này, giòn, rất là vui tai, lại còn thanh mát nữa. Còn ông bà thì lại đặc biệt thích món này bởi vì từ ngày ăn rong nho thì thấy huyết áp ổn định hơn, tinh thần phấn khởi và da dẻ hồng hào, nên là các cụ rất thích. Chị nói món này nghe như là thuốc tiên nhỉ? Chị không hề nói quá đâu. Ở Nhật họ ăn rong nho hàng ngày luôn ấy, bởi vì ăn rong nho thường xuyên sẽ giúp cho duy trì tuổi xuân này, chống lại tuổi già và bệnh tật. Theo thống kê ở trên thế giới thì Nhật Bản là một trong những nước mà có tuổi thọ cao nhất thế giới, nên là chắc chắn món này là một món rất là tốt. À, tức ra là Hồng Diễm ăn cái này để chống lại tuổi già đúng không? Tự thấy mình già rồi đúng không? Chê già rất là nhạy cảm đấy nhá. Không chia rẻ ở đâu. Em đùa thôi, tại vì thực ra bạn ấy em thấy đúng là càng ngày chị càng trẻ ra, gần như là người phụ nữ không tuổi mà chẳng thấy già đi gì cả. Thực ra thì thứ nhất là ở độ tuổi của Diễm rồi, thứ hai là do đặc thù công việc của Diễm rất là bận rộn, cho nên là Diễm không có thời gian để chăm sóc cơ thể nhiều, nên là luôn luôn cố gắng là để cân bằng trong bữa ăn của mình và tìm ra những cái món ăn tốt bồi bổ cho sức khỏe. Và sau khi ăn rong nho một thời gian thì Diễm thấy là rất là tốt cho vóc dáng và làn da, đặc biệt là da của Diễm được cải thiện này và vóc dáng của mình cân đối hơn. Bởi vì là salad là một món ăn mà Diễm rất là thích, và ăn salad rong nho thì lại vừa đủ chất mà lại không sợ bị béo, đặc biệt là giữ cân nặng là điều Diễm thích nhất. Và đây chính là món mà
Diễm yêu thích nhất đó chính là món rong nho của Nhật. Hay phết nhở, để em mua về thử, mua cho cả nhà ăn luôn. Mua cái F99 đúng không chị Diễm? Đúng rồi, em cứ vào F99 và mua, rất là đảm bảo về chất lượng. Và các bạn ấy ship rất là nhiệt tình. Tin chị đi, món này là một món ăn cực kỳ tốt cho sức khỏe. Ok, thôi em không làm phiền nữa, chị Diễm ăn đi, không lại mất ngon. Cảm ơn em.